mẹ không chơi với con à? Mẹ xin lỗi nha. Thế con đi ngủ. Con đi ngủ nha. Con đi ngủ chưa? Không gọi bố à? Gọi papa đi. Ừ đúng rồi, con gọi mẹ thế nào? Hay con muốn bố bé thì con gọi. Mình khóc không? Cháu vui vẻ quá, gái ơi. Bố đâu con? Ừ, vui vẻ quá. Bố lên con nhá. Pa pa pa. Con gọi đi. Con gọi pa 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 đi. À sao ơi, tay múa cho bố xem nào. Múa như nào? Múa như nào con? Múa à, tay đâu, tay lên múa. Tay múa. Tay con đâu? Múa. Cái tay đẹp, tay đẹp đâu rồi? Tay đâu? Tay múa như nào? Múa mà. Tay con đâu? Đây, tay đây, múa như nào? Tay múa như nào con? Này, múa này. Múa. Con quên à? Múa đi. Múa đi bố xem nào. Con múa cho mẹ xem nào. Hai bàn tay của em đâu em múa cho mẹ xem nào. Múa đi. Ai dạy con múa? Ai dạy sắp biết múa? Con gọi thế nào? Ừ, rồi, thế nào múa đi. Tay giơ lên múa. Múa nào? Giơ lên. Giơ lên nào, múa đi. Nào, con giơ lên con múa đi. Thế con lăn ra ngoài kia đất lên nào. Xong rồi, đúng rồi. Lăn 2 vòng, 3 vòng ra đất nào. Nữa, lăn nữa nào. Lăn đi. Con lăn ra ngoài cơ. Lăn xuống đất đi bố thế nào. Ừ, khăn, cái này là khăn. Xong rồi, lăn nào. Lăn ngửa lên. Lăn ngửa lên để múa nào. Lăn ngửa lên để múa nào sóc. Nào. Ngửa lên để múa. Không ơi. Con ơi, tay lạnh quá. Thôi bố ạ, lạnh quá. Tay con lạnh lắm. Mẹ nắm nào. Cho nhá. Cái túi kia đâu?